Tổng thống Mỹ Joe Biden và người tiền nhiệm Donald Trump đang tiến gần kịch bản tái đấu sau khi cả hai ông thắng lớn trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua. Ngày 6 tháng 3, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi lời thách đấu tới Tổng thống đương nhiệm Joe Biden thông qua mạng xã hội Truth Social. Ông Trump nói, vì lợi ích của đất nước chúng ta, tôi và ông Biden sẽ tranh luận về những vấn đề thiết yếu với nước Mỹ và người dân Mỹ. Tôi kêu gọi tranh luận bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ đưa ra những phản ứng nhanh chóng khi Tổng thống Biden đọc thông điệp liên bang vào ngày 7 tháng 3. Trong thông điệp liên bang, ông Biden được cho là sẽ nêu lại những thành tựu mà chính quyền của ông đã đạt được, đồng thời đưa ra những tầm nhìn về việc điều hành nước Mỹ. Động thái của ông Trump diễn ra chỉ vài giờ sau khi bà Nikki Haley thông báo từ bỏ chiến dịch tranh cử, qua đó giúp cựu Tổng thống Mỹ đảm bảo vị trí ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Với kết quả bỏ phiếu của ngày siêu thứ ba, kịch bản tái đấu giữa ông Trump và ông Biden gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Trước kia, bà Haley và các ứng viên Đảng Cộng Hòa nhiều lần kêu gọi ông tham gia vào các cuộc tranh luận trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy nhiên, ông Trump đều từ chối với lý do ông sẽ không thu được gì từ việc chia sẻ sự chú ý với những đối thủ có tỷ lệ ủng hộ thấp theo các cuộc khảo sát dư luận. Ông lại có quan điểm hoàn toàn khác đối với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden, ứng viên hiện nay của Đảng Dân Chủ. Ông Trump thậm chí tuyên bố sẽ đồng ý với các cuộc tranh luận do Đảng Dân Chủ tổ chức. Ở thời điểm hiện tại, đội ngũ của ông Biden chưa đưa ra phản hồi về đề nghị tranh luận của ông Trump. Tuy vậy, đại diện chiến dịch tranh cử của Tổng thống Biden nói rằng ông Trump có thể học được một số bài học về việc gắn kết người dân Mỹ nếu theo dõi thông điệp liên bang. Theo truyền thống, các ứng viên Tổng thống sẽ có 3 cuộc tranh luận được phát trực tiếp trên truyền hình. Năm 2020, ông Biden và ông Trump đã tranh luận 2 lần, lần thứ 3 bị hủy vì ông Trump dương tính với COVID-19.